Hello, thân chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay là mùa thu đến rồi thì mình đi ra ngoài sân mình quay cho các bạn xem nè. Đó, cây lá nó rụng tan tành hết trơn, các bạn thấy lá quá trời lá không? Mình đợi cái cây này nó rụng hết lá rồi bắt đầu cái mình quét một lần một luôn. Đó, bây giờ á, ông xã ông mới làm cái củ móc rồi, giờ mình đi móc hồng. Mình sẽ quay cho các bạn xem sơ cái cảnh khu vườn của mình và cái mình đi hái hồng nha các bạn. Giờ mình sẽ dẫn mọi người đi hái hồng nha. Đó, hồng rất là nhiều luôn. Hồng này là hồng mềm các bạn. Lăn các bạn thấy không, cái hồng bự không nè, cái hồng của mình nè. Nè ông xã mình không bẻ được nhiêu đây nè các bạn. Coi con sóc nó phá nè mọi người nè, sóc nó ăn nè các bạn. Đó, phá ghê không, mới đi vô nhà chút xíu rồi đi ra là nó ăn rồi nè. Đó nè, có mấy trái nè. Ủa để hay là ba hái hết luôn anh? Hái luôn ha. Hái cho có cái cuốn đi. Đừng á. Cái này á các bạn. Đó, bây giờ mình hái mình có cái cuốn này mình phơi. À bữa nay em sẽ làm hồng phơi khô anh. Mình để cái cuốn này nó mình làm hồng phơi khô của anh. Nè, trái bự quá các bạn ơi, coi nè. Đó, quá trời luôn ha. Anh kéo vậy nó rách hết trơn à. Hái lấy cái cuốn luôn. Đó. Lấy cái cuốn cái mình treo lên mình làm hồng khô. Làm mứt hồng á. Hồng phơi khô, hồng phơi gió gì đó. Cái này thấy vậy chắc cũng để cũng cả tuần nữa nó mới gục nổi. Mình sẽ làm hồng phơi khô Tết ăn. Cái cây hồng này năm rồi không có trái các bạn, năm nay mới có trái. Năm nay là trái đầu mùa luôn á, trái đầu mùa của cây này luôn á bạn. Mà các bạn thấy trái đầu mùa bự ghê ha các bạn ha. Cái này mình cần tỉa không anh? Tỉa cho năm sau nó ra không? Nè, anh bẻ luôn cái cây á, để em cột làm hồng khô. Nè anh cầm đây nè, anh bẻ ngay cái này nè cho nó dư cái cuốn chút xíu. Đó, bẻ cho nó dư cái cuốn chút xíu. Nhiều lắm các bạn, cái lúc mà nó còn xanh nó nhiều lắm luôn á, mà sóc nó phá từ lúc nó xanh tới giờ luôn. Cái cây bên kia có trái mà bẻ hết rồi, không còn trái nào. Có cây bên này còn có trái, cây bên kia là coi như không còn trái nào luôn á. Nó phá dễ sợ nè anh. Nhưng mà sao cây này nó ít phá anh hả? Trái bự các bạn hả? Cây này nó ít phá hơn cây kia hả? Bên đây có hai con này, bên kia nhiều sóc hơn. Sóc đen phá nhiều hơn sóc ấy. Còn trái rồi. Về, cái về nó ít phá hơn. Các bạn biết không, cái khu vườn nhà của mình đó là nó chia là lãnh thổ tới nửa ranh giới này nè, bên đây quanh kia là con sóc vàng, sóc đen, còn cái khu bên đây qua đây là con sóc vàng. Đó, mà mấy bữa con sóc vàng chạy ra đây, con sóc đen chạy qua đánh luôn sóc vàng chạy về. Cũng dữ lắm các bạn. Nè mọi người thấy không? Nhiều lắm luôn á. Đó. Đó, quá trời luôn các bạn ha. Hết biết luôn. Đấy nè. Đợt này là mùa này mình sẽ có hồng phơi khô rồi các bạn ơi. Tại cái hồng mềm này, mình phơi khô mình ăn nó ngon lắm các bạn. Mà nó nhiều quá. Nó nhiều quá mà mình ăn cũng không có hết, ăn cũng không kịp. Khi nó chín mình ăn không kịp. Anh bưng vô đi nhỉ, em đâu có tay đâu anh bưng. Đựng mất luôn, phải đi thêm đợt nữa. Đi thêm đợt nữa đi anh. Được rồi. Còn không là anh ôm lên đi, em chất luôn. Ôm lên. Rồi. Các bạn thấy lá nó rụng quá trời không các bạn? Cái cây này mình cưa được đó anh, rụng lá rồi. Để mình qua đây mình xem coi còn sót trái nào không. Bên đây cây hồng giòn nữa các bạn. Ủa không phải cây hồng này cũng hồng mềm luôn. Bên kia hồng mềm. Nhà trồng hai cây hồng mà không có cây nào là hồng giòn hết trơn. Hồng mềm không à. Mấy bữa trước mình thấy được hai ba trái ngay đây nè. Ngay đây nè. Rồi bữa trước bên đây nữa nè. Bữa đợt rồi mình quay phim cho các bạn xem á. Bên đây nữa nè. Cái mình ở trong nhà, mình ngồi ngay cái cửa kiến này mình dòm ra là mình thấy mấy ảnh ra, mấy ảnh hả, cắn mấy ảnh dục từ lưa dưới đất hết trơn á, phá dữ lắm các bạn ơi. Ở Việt Nam mình nó là chuột phá, bên đây là sóc nó phá dữ trời lắm đó các bạn thấy nè. Cái khu vườn của mình giờ cỏ không à. Rồi bắt đầu bây giờ phải thổi lá hoặc là lấy cái máy cắt cỏ chạy vòng vòng cái nó sẽ gom cỏ lại, nó quét gom cỏ lại, bắt đầu cái nó thổi qua bên. Các bạn thấy chiều mùa thu bên này vắng kìa các bạn ha, trời nó lạnh nữa đó. Bởi vì nhiều khi ăn canh chua khá kho tổ là nhớ quê nhà chính xác luôn các bạn. Mà thấy lá không đỏ kìa đó, lá nó đỏ hả các bạn thấy không? Đây nè, cái cây này của mình nó cũng đổi màu rồi nè các bạn thấy không? Cái này là đường nhà của mình các bạn, đường nhà của mình ở. Còn bữa các bạn xem những video kia là cái đường ở trường, đường đi làm. Các bạn nhìn nè, đẹp không? Là cây lá phong à, các bạn thấy nó đỏ lè hết ha. À, khu nhà của mình đó, yên tĩnh. Xem cây cà chua của mình là còn trái nhiều lắm luôn mọi người nè, nó nhiều trái lắm luôn nè. Ở phía dưới này nữa nè, đà mọi người thấy nè đó, thấy không? Rồi đây nữa nè, đây một dĩ luôn nè, nó ra chùm luôn các bạn thấy không? Còn nhiều trái lắm luôn, nhưng mà giờ nó lạnh quá, nó muốn quéo muốn chết nè các bạn. Rồi sáng mình mới bẻ con mớ mình làm nấu canh chua mọi người. Các bạn thấy không, còn trái nhiều ha. Nè đây nữa nè đó. Mà công nhận cái cây ở ngoài trước sân này tốt ghê, có một cây cà mà ăn hết mùa luôn các bạn, ăn hết mùa luôn mà vẫn còn trái, thấy ham các bạn ha. Đây nè, đây có trái chín nữa nè, mà để mai mốt gì cho nó chín thiệt là đỏ đây rồi mình bẻ. Xem nè, mấy cái ớt của mình bưng vô nhà nè mọi người. Rồi mấy cái chậu rau ngò ôm nè các bạn đó, mình bưng vô nhà mình giữ nó lại, mình dưỡng nó lại. Cây này cây gừng, bụi này bụi gừng nè. Bụi gừng của mình cưng nó, mình mùa rồi á mình trồng là mình không dám ăn luôn á, bây giờ nó nhảy qua quá trời củ luôn các bạn thấy không, nhiều củ lắm luôn rồi ha. Nè nó độn á, nó độn cái thùng á, các bạn thấy cái thùng nó méo xẹo luôn các bạn thấy không. Nhưng mà thôi kệ, dưỡng đi, năm sau đổ ra khỏi đầu làm lại, chứ giờ mùa đông này đổ ra coi như chết ngắt luôn á. Ớt nè còn trái rất là nhiều luôn các bạn ha, tại ngay chỗ này là có cái máy hít cho nên á mình để ngay đây á để cho nó ấm, nó không có bị chết. Nó nói chung là nó không có tốt thôi nhưng mà nó không chết, để mình dưỡng qua mùa hè. Nè các bạn, hồi nãy lúc mình đi chợ mình mua mấy trái bưởi nữa các bạn. Trái bưởi này mình mua 3 trái, mình để đây 1 trái và bên đây mình để 2 trái nè. Nè, mình để trên bàn thờ Chúa là 2 trái bưởi nè. Đó các bạn thấy không? Để mình đi lại gần cho các bạn xem nha. Nè, các bạn thấy không? Đó. Tại mình để đây á, rồi cho nó vừa chín mà vừa để đó cho mọi người hưởng luôn, hưởng ăn bánh trái. Đi vô nhà nè các bạn xem nè. Wow, trời luôn. Bây giờ ở này phải lấy cái cây, lấy cái dây cột nó treo lủng lẳng lên. Mình không bưng vô nè. Cái nhà đam của mình là mình cưng lắm nè. Đó, bưng vô. Chết hết rồi, còn có 2 cây à. Đây 1 cây với đó 1 cây. Đó. Các bạn thấy với bụi hành nè, hành lá, hành hương đó các bạn. hành nhỏ nhỏ ăn nó thơm. Bây giờ ông chồng mình ông đang lựa nè, ông lựa cây, ông coi cây nào còn sống hoặc là cây nào ổng cưng ổng bưng vô. Thì chút nữa mình sẽ bưng cái cây này vô nè mọi người. Tại cái cây này á, nó là quế. Mình bưng vô khi nào mà mình ăn uống gì á, rau hay là cái đầu cái mình đem vô cái mình ăn ra được mùa đông á. Nhiều khi nó ra lá mà cũng ăn được. Có mấy cái ớt này, nó khô lá hết trơn, khô bông hết trơn. Các bạn thấy mấy cái ớt còn đẹp không? Nè các bạn thấy không? Đó, còn đẹp lắm luôn à. Lá nhiều quá nhưng mà thôi kệ đi, để khi nào mà nó rụng hết đi rồi bắt đầu cái mình dẹp một lần một luôn mọi người. Chứ hồi năm rồi á mình cứ quét hoài à. Bữa nay quét cái mơi nó rụng nữa. Đó, giờ mình cắt tỉa. Đó. Cái cây ớt nó chết rồi cắt bỏ luôn đi. Giờ cắt tỉa bưng vô nhà. Cây nào trồng bưng vô nhà. Mấy cái bụi gốc hành này á nó chết rồi anh cắt ngang đọt hết đi. Còn nếu như cái chậu này mình không đem vô, anh bứng luôn cái gốc luôn để mình lấy cái gốc hành mình ăn. Năm sau mình trồng lại. Hành nó dễ lên đúng không các bạn? Một chút nữa để mình lại mình bứng cái này luôn. Bứng mấy gốc hành này vô xài. Ngang ơi, để xuống củ, để lên con cắm kinh rồi, coi từng ly đạp này nó cực nè. Nghe. Nghe rồi. Bứng vô luôn đi, để ăn, có cái gốc ăn. Thôi cái chậu này không xài đâu. Đâu, cái chậu đem vô rồi, chậu hành. Thì đó, chậu hành đem vô thôi, còn mấy cái này. Mấy cái gốc này lấy ăn hết đi. Với mà hành nó vô trong nhà nó cũng không có tốt lắm. Đó. Năm sau ấy, cũng phải xới đất lên trồng lại à. Thế rồi xới lên là mấy cái hành này coi như chết. Anh có đem cái chậu hành này vô không? Chậu hành nó không có cái, ở dưới nó có cái tỉnh đó. Nó có cái đế đó. Cái đó là cái đế á. Vũ mấy cái lá ra. Đó. Anh bứt cái đế ra cho nó ra nước hết đi. Đó, cái đế đó. Giờ mình sẽ mót, mình mót coi còn gì ăn được không mình mót. Để hả? Vậy để cho năm sau lên lại hả? Các bạn thấy không? Mùa thu thì đẹp lắm nhưng mà chiến trường của nó đây rất là dơ. Để mình xem bên đây còn gì không? Còn gì để thu hoạch không? Hết rồi. Cái máy này thì mình không sợ, cái này năm sau nó lên lại các bạn. Cái thau của con để ngoài này nó giòn bể nha. Đem vô bỏ, một bỏ nhà kho, hai là bỏ vô mấy cái đét á. Cái vàng này năm sau mình sẽ trồng lại, mình sẽ trồng phân mà phân dưới đất á. Ý cái bụi ở dưới đó mình có mấy cái cây ngò gai quá trời luôn anh. Ngò gai nhiều quá rồi. Nè mọi người. Cái nó rụng hột đó các bạn. Nó lên quá trời luôn không các bạn, thấy không? Chứ mà cái chậu này lúc đầu là cái chậu ngò gai. Cái chậu này mình trồng ngò gai ở phía trên đây nè. Phía trên đây nè. Cái này mình sẽ giữ nguyên để gì đó, xong cái năm sau nó lên lại. Nó có cái gốc á, nó sẽ lên lại với nó có cái hột á. Giống cái này nè, cái này nó rụng mà. Khu vườn của mình bữa nay nó tả tơi hết trơn, bèo nhèo hết trơn. Còn cái thùng này là cái thùng khoai tây. Thùng khoai tây này anh đổ ra lấy khoai tây đi anh. Đó, cái thùng nó thùng khoai tây đó các bạn. Nó chút chồng mình ông đổ ra để khoai tây ăn. Ai đạp? Anh đạp chứ ai đạp? Tao đi nó có thấy đâu. Mấy cái hành này thơm. Góp về làm, không làm ôm cu tí rồi giờ ôm tới mấy cái ớt. Nghỉ luôn dẹp. Khỏi làm luôn. Dót viết gì vậy hết. Đó đây, đây, đó. Bên đây thì cô cắt, bên đây thì con cắt. Đó, hai cô giáo cắt. Bữa nay là tàn sát. Bữa nay là kêu bằng diệt ớt là diệt tận gốc. Tàn sát. Chị tự nhiên chị lo mà cắt cái vô cái để nó không sống mà nó chết luôn cái em cười đã luôn đó ta. Thì chị nói nó sống thì mình nhờ, nó không sống thì thôi. Biết làm sao đi chứ.